Hoàng Gia Rô xin mến chào các bác nhé. Trong clip ngày hôm nay thì Hoàng Gia Rô sẽ làm một cái video phân biệt cho các bác đâu là những dòng loa nguyên bãi mộc và đâu là những dòng loa kiểu như là đã được túc tát lại các bác nhé. Thì hiện nay trên thị trường ấy thì có rất nhiều anh em bán loa là sẽ tuốt lại thùng, nên là nhiều khi các bác sẽ nhìn cái hình ảnh, cái video người ta quay lên thì rất là bắt mắt, nhưng mà liệu tuốt lại thùng thế thì liệu có đảm bảo không? Thì cái này thì em sẽ làm cái video này thật là chi tiết và cũng sẽ hướng dẫn các bác cách chúng ta lựa chọn được những đôi loa đâu là hàng mộc bãi các bác nhé. Em xin nhấn mạnh là hàng mộc bãi. Hàng mộc bãi có nghĩa là hàng được sản xuất từ những năm mà trước khi nó xuất xưởng như nào thì hiện nay đến thời điểm hiện nay thì nó phải là nguyên trạng như thế. Hiện trạng ở đây có nghĩa là các tuyến loa và thùng vách bên ngoài. Nhưng đa số những cái mà tác động với ngoại lực nó sẽ là cái thùng vách bên ngoài các bác nhé, là cái chúng ta mắt thường chúng ta có thể dễ nhận biết nhất, kể cả những bác chưa chơi loa lâu năm thì cũng có thể nhận ra. Còn với những chiếc loa mà đã được spa hay bọn em gọi là túc tát, tức là đã qua mông má bên ngoài rồi, thì nó sẽ thể hiện ở chỗ nào? Thì trong clip ngày hôm nay thì em xin phép sẽ hướng dẫn các bác cách chúng ta tìm và lựa chọn đúng những đôi loa mà mộc mãi nguyên bản. Và video này chỉ áp dụng cho những bác nào yêu những cái chất mộc mạc của những đôi loa bãi nguyên bản các nhé. Còn những bác nào thích cái hình thức bên ngoài thì các bác có thể lựa chọn theo cái tiêu chí như Hoàng Gia đã nói với các bác, đó là tìm những chiếc loa người ta đã tút tát lại. Đấy. Và lý do tại sao người ta tút tát lại thì nó cũng có nhiều nguyên nhân. Thì trong clip ngày hôm nay thì em cũng sẽ giải đáp cho các bác nhiều cái thắc mắc. Tất cả những cái thắc mắc mà được các bác hỏi cho em thì em cũng đều trả lời các bác trong video ngày hôm nay. Vâng, trước mắt của các bác hôm nay Hoàng Gia lấy ví dụ, đó là một đôi loa của Sansui. Đôi loa này thì nếu các bác nhìn thấy, nếu các bác nhìn như này thì các bác sẽ nhìn xa thì các bác sẽ không thấy được đây là một đôi loa nó ở trạng thái nào, đúng không ạ? Thì bây giờ em sẽ cùng các bác đi chi tiết hơn thì chúng ta cùng nhận biết đâu là loa nguyên bản mộc bãi các bác nhé. Đầu tiên, khi chúng ta muốn lựa chọn một đôi loa nguyên bản mộc bãi thì các bác, em mà nói đến phần vỏ đầu tiên nhé. Phần vỏ là cái phần bên ngoài mà nó sẽ chịu tác động về, ví dụ như là vận chuyển này, rồi trong quá trình vận chuyển thì nó sẽ khó mà tránh khỏi những cái vết xước, vết va đập đấy, thậm chí có bị có lõm cả gỗ xuống là chuyện bình thường, hoặc sứt mẻ là chuyện bình thường. Thì với những đôi loa mộc bãi thì nó phải còn những cái tác động đó, nó phải giữ lại, bởi vì không thể tránh khỏi các bác. Những đôi loa nặng mấy chục cân như này thì và không có thùng xốp bảo vệ vì loa sản xuất lâu năm rồi, vận chuyển đi rất nhiều quãng đường rồi thì sẽ không tránh khỏi được cái điều đó. Nên là khi vận chuyển thì dù ít dù nhiều các bác nhé, em phải xin nhấn mạnh ấy, dù ít dù nhiều thì nó cũng sẽ để lại những cái, ví dụ những các vết xước như này đấy. Những cái vết xước như này là những cái vết xước thể hiện là trong quá trình vận chuyển, hoặc là những cái tiếp xúc giữa loa nọ và loa kia nó tì lên nhau đấy. Quay như này thì nhiều các bác sẽ không thích, bởi vì sao? Nhiều bác nếu mà yêu những cái gọi là bóng bẩy thì các bác sẽ không thích, mà các bạn là loa xước này thì mua làm gì đấy. Nhưng đây là đôi loa mà nó còn nguyên bản mộc bãi các bác nhé, nguyên bản mộc bãi nó phải như thế này đấy. Thì em quay xong một vòng, sau đó em sẽ làm một cái video phân biệt đấy, kể cả những cái vết xước như này nhỏ nhỏ như này đấy. Khi chúng ta chọn đôi loa nguyên bản mộc bãi thì chúng ta phải xem mặt trước mặt sau đấy. Thứ nhất là thùng vách nó có đúng cái chất gỗ như thế không, ốc nghĩa của nó còn zin không đấy, ốc của nó cũ phải cũ đều và nó phải đồng loại, nó phải là một loại các bác nhá đấy, nó phải là một loại ốc đấy. Nhìn tổng quan những con ốc và xem có đã bị, ví dụ như là tháo nhiều chưa, ví dụ thế. Những đôi loa mộc bãi về thì thông thường thì nó đã là zin rồi thì gần như là người ta sẽ không đụng gì đến những con ốc này đấy. Rồi những cái series người ta dán lên đây, hoặc người ta có thể một số dòng loa người ta có thể in chữ lên đây đấy, nó còn được không đấy. Rồi tùy, có một số dòng loa nó sẽ có những cả cái hướng dẫn này, con loa có là không, tùy hãng các bác nhé, chứ không phải loa nào cũng có. Nhưng mà series thì con nào loa cũng phải có, một là dán giấy, hai là người ta in trực tiếp lên đây trên vật gỗ này đấy. Bên ngoài nó phải để lại những cái vết này, thậm chí có cả những cái vết hơi nhỏ nhỏ như này đấy. Và cái chất gỗ nó phải như này các bác nhé. Đây là đôi loa nó là gỗ lạng, gỗ lạng tức là gỗ tự nhiên, nó là lạng bên ngoài đấy. Thì đây là đôi loa mộc bãi. Còn với những đôi loa mà được tuốt tát lại rồi ấy, thì các bác lưu ý này, ví dụ ở trên clip này
Đây, ví dụ như là một đôi loa CS77 trơn này. Đôi loa này thì về trong tình trạng nó hơi xấu thùng, thì em cũng tuốt tát lại đây. Thì các bác nhìn này, khi tuốt tát lại thì cái nước màu nó sẽ sáng hơn. Đấy, và hai nó đã tuốt tát lại thì sẽ không có thể vết xước được. Không có vết xước. Đấy, góc cạnh nó vuông đét là 1-2 nó sẽ không có vết xước. Đấy. Đấy thì một số bác là thích những cái bóng bẩy như này. Thì với bản chất thì những đôi nào mà các bác có đặt nhu cầu muốn tuốt lại thì bên em sẽ tuốt lại cho các bác theo yêu cầu thôi. Còn về hình thức thì ban đầu bên em vẫn ưu tiên đó là hàng mộc bãi đã các nhá, hàng mộc bãi. Đấy các bác để ý nha, những đôi loa nó không có tí xước sát nào. Đấy. Bởi vì là khi nó tuốt phát là nó về đến cửa hàng luôn thì nó không có quá trình vận chuyển gì va đập, mà mình chở thì nó rất là yên tâm. Đấy. Thì đây là những cái mà các bác có thể phân biệt rất là đơn giản thôi. Đấy. Cũng có nhiều trường hợp nó nhẹ nhàng thôi thì là nó sẽ tuốt tắt nhẹ thôi. Cũng có những trường hợp là nó nặng hơn thì dụ thùng nó bị bể nở chẳng hạn, nó bị vỡ quá nhiều, có thể người ta thay cả một cái mảng gỗ là chuyện bình thường, cũng có các bác nhé. Nên là các bác cũng phải lưu ý cái vấn đề đó. Đấy là trường hợp nó áp dụng với những trường hợp nó bị quá nặng thôi. Còn những trường hợp nhẹ như chuyện là xước sát nhẹ nào hoặc là bị xước mẻ tí thì cũng có thể người ta spa lại, người ta làm lại cho nó đẹp một chút thì cũng không vấn đề gì cả. Đấy, nhưng mà vấn đề là tùy vào sở thích của từng bác thôi. Thì clip này nó không mang tính chất là mang dìm hàng hay là so sánh gì cả, nhưng mà chỉ đây là một cái clip để phân biệt, để giúp các bác, tức là đi mua loa chúng ta, những bác nào thích hàng bộc bãi thì lựa chọn theo cách của Hoàng Gia Audio thì phải chấp nhận. Phải chấp nhận các bác nhá. Nếu mà đã là hàng bộc bãi thì các bác phải chấp nhận những cái xước sát nhỏ nhoi hoặc là những cái bị góc cạnh nó bị vận chuyển nó bị nõm niếc một tí, ví dụ thế. Thì đấy là hàng bộc bãi là như thế. Còn các bác thích bóng bẩy thì các bác đơn giản thôi, thêm mỗi một đôi loa khoảng 600-700 ngàn thì nó sẽ bóng bẩy luôn các bác nhá. Các thích sơn màu gì người ta sơn cho màu đấy. Đấy là về phần bên ngoài. Còn vào phần cấu tạo bên trong thì chúng ta cũng phải nhìn qua các tuyến loa. Đấy. Với những đôi loa nguyên bản mộc bãi thì các tuyến loa của bác cũng phải nhìn những con ốc bắt này, những con ốc loa nó phải đều tăm tắp như nhau và nó không bị xoáy nhiều. Và các vấn đề là các tuyến loa nó phải đẹp và nó đồng đều. Gân nghiếc các kiểu nó phải ok. Các bác nhá, những con ốc nó phải có dấu hiệu của 5 tháng. Đấy. Ốc nó phải đều như nhau. Các bác phải nhìn con ốc đã. Rồi các tuyến loa, gân loa. Đấy. Tuy nhiên thì cái điều này nhận biết được thì chúng ta cũng phải mất rất nhiều quá trình thời gian tìm hiểu và so sánh. Còn nếu mà để mà nhận biết được ngay thì cũng hơi khó. Nhưng mà đây là video cũng là mang tính chất cho các bác một chút nào đó về kinh nghiệm để các bác có thể lựa chọn những đôi loa nó chuẩn mộc bãi các bác nhá. Đấy. Còn những đôi loa mà đã gọi là làm lại rồi thì các bác để ý rằng nó sẽ có rất nhiều cái người ta lộ ra thì các bác có phải nhìn nhận, tức là phải có cái so sánh. Chúng ta muốn so sánh thì chúng ta phải có ít nhất phải có 2-3 đôi loa trở lên chẳng hạn, chúng ta sẽ lấy làm để so sánh được. Chứ còn nếu mà một đôi loa thì các bác sẽ không có cái gì để so sánh thì chúng ta cũng sẽ không phân biệt được nó khác nhau cái gì. Đấy. Đấy, nó phải đều. Đầu tiên là bãi nó phải đều, mới là mới đều và cũ là cũ đều. Ví dụ như là vỏ nó lại mới nhưng mà ruột nó lại cũ thì chúng ta cũng phần xem xét lại và ngược lại. Ruột nó cũ mà vỏ nó mới cũng phải xem xét lại. Đấy. Còn những đôi loa mộc bãi thì đấy, kể cả những cái keo mà người ta dưỡng gần này, nó còn chảy ra 5 tháng nó chảy xuống đây này. Đấy. Đấy, các bác nhá. Đấy, kiểu như thế thì các bác phải lựa chọn nó phải chuẩn, bởi vì hàng nào mà nó là hàng nguyên bản mộc bãi thì em cũng sẽ rất là nói rõ cho các bác trong từng clip một. Còn hàng nào đã làm xử lý lại vỏ thùng rồi thì em cũng nói rõ chi tiết cho các bác. Đấy. Còn tùy theo nhu cầu của các bác thôi, tùy theo nhu cầu của các bác. Đấy, chúng ta làm sao lựa chọn được cho nó cái sản phẩm chuẩn nhất. Đấy, trong clip ngày hôm nay thì em cũng chỉ làm một cái video ngắn thôi để so sánh cũng như là góp thêm một chút kiến thức nhỏ nhỏ chia sẻ với các bác yêu audio trên mọi miền tổ quốc về cái cách chúng ta lựa chọn đôi loa mộc bãi. Đấy, cả những cái ê căng này cũng thế này. Đấy, những cái ê căng này nếu mà hỏng thì rất là khó làm các nhá, vì cái những cái ê căng này nó là ê căng mắt cáo và nó làm bằng thủ công các bạn. Tất cả những dòng loa ngày xưa là mấy chục năm trước nó đều làm bằng thủ công, làm bằng tay hết. Đấy, nên là hiện nay nếu mà chúng ta mà có tái tạo lại thì cũng không tái tạo lại đâu các bạn, khó làm lắm. Đấy, từ cái logo mà kể cả từ những con ốc vít này, những con ốc vít này. Đấy. Đấy. Những cái dòng loa mà hiện nay thì đa số là những con ốc này nó sẽ bị mất đi thì người ta sẽ thường làm bằng cái miếng dính các bác. Các bác thấy là cứ dính xong nột ra nột vào ấy. Còn với những cái dòng loa này nguyên bản ấy nó phải là bắt bằng 4 vít như các bác nhá, 4 cái vít bốn cạnh tươi. Đấy. Những cái ốc vít này là phải ốc này, ốc của nó các bác này. Đấy. Ốc này nguyên bản nó này.
ốc nguyên bản nó phải ốc như này các bác nhá. Đấy, bốn cái ốc zin luôn. Đấy, nó phải quý ở nhau, nó quý ở cái chỗ đấy các bạn. Nó là hàng vãi, nó phải quý nhau ở chỗ đấy. Thì clip này thì em xin phép kết thúc tại đây. Thì đây là những cái nhận biết rất là đơn giản thôi, mắt thường chúng ta cũng có thể nhìn thấy được. Còn các bác thích những dòng loa mà bóng bẩy, rồi là góc cạnh sắc nét, tuốt sáng, thùng sáng vàng chóe thì các bác cũng có thể lựa chọn. Thì các bác hình thức nhiều khi thì nó chưa quyết định được vấn đề gì, nhưng mà các bác cũng phải tìm hiểu thêm cái phần nội thất bên trong nữa các bác nhé. Nên các bác mua loa thì các bác cũng phải xem xét cho nó kỹ, bởi vì giá cả thì nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Cùng một mã loa nhưng mà giá có thể là chênh nhau khoảng vài trăm nghìn, thậm chí vài triệu đồng là chuyện bình thường, thì chúng ta cũng phải tìm hiểu cho nó kỹ. Đấy, nó rất là quan trọng các bác nhé. Khi chúng ta bỏ tiền ra mua một đôi loa thì chúng ta cũng phải lựa chọn cho nó thật là kỹ càng và cũng như xem xét cho nó kỹ càng các bác nhé. Vâng, em xin phép kết thúc tại video tại đây, và em chúc các bác là có những lựa chọn chính xác nhất và có những cái kiến thức tốt nhất để chúng ta đi lựa chọn bất kỳ một đôi loa nào. Vâng, em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những clip tiếp theo của Hoàng Gia Audio ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé.